Ôi, con xin lỗi. Đó là câu nói đầu đời đầy xót xa của bé Nguyễn Linh Chi, sinh ngày 31 tháng 7 năm 2005, trú tại tổ 67, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Số phận đã không công bằng với Linh Chi. Em kém may mắn khi bị dị tật thiếu cả hai chân, hai tay từ khi chào đời. Câu nói đầu đời Linh Chi thốt ra khi được hơn 3 tuổi. Ba mẹ của em cũng không rõ em biết nói lúc nào. Thậm chí họ cũng không rõ em có bị thiểu năng trí tuệ hay không. Nhưng chắc hẳn nỗi đau đớn, hụt hẫng, tuyệt vọng khi lần đầu tiên biết sự thật về cô con gái đầu lòng chỉ trước khi sinh em 10 ngày thì luôn găm rất chặt trong ký ức của họ. Khi mà sinh cháu ra mà nhìn thấy cháu như thế thì cái suy nghĩ đầu tiên của bạn là gì? Thực ra cái suy nghĩ đầu tiên thì mình cũng là hơi bị sốc, mặc cảm nhiều hơn và gần như là giấu kín, không chia sẻ với ai cả. Từ ngày cháu mẫu giáo đến giờ thì giai đoạn nào mà cô giáo chăm sóc cháu là vất vả nhất? Cái giai đoạn cháu học mẫu giáo là vất vả nhất vì lúc đấy là cháu chưa biết ngồi, chỉ làm lăn ông lốc, chưa biết gì cả. Thế nên mà hai là cháu mặc cảm nhiều, không tiếp xúc, không nói. Đấy là cái giai đoạn vất vả nhất. Cuộc sống của Linh Chi và gia đình gặp vô vàn khó khăn khi em khuyết cả chân và tay. Ba mẹ em cũng không bao giờ dám mơ ước việc con mình được đi học ở một ngôi trường bình thường. Nhưng vượt lên tất cả với nghị lực phi thường trong hình hài khuyết tật bé nhỏ, Linh Chi đã tự tìm cách thích nghi với cơ thể mình. Em đã tự làm được rất nhiều việc cá nhân với sự động viên, giúp đỡ của ba mẹ, thầy cô. Linh Chi đã được đi học. Em hiện đang học lớp 4D, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của cháu, rất là gần gũi cháu hàng ngày như thế thì cô thấy rằng bản thân cái việc học tập cũng như cuộc sống của cháu hiện nay có cái khó khăn gì ạ? Cái gì mà cô phải đối mặt nhiều nhất khi mà chăm sóc cháu ạ? Vâng, cái khó khăn thứ nhất là năm nay lên cái chương trình lớp 4 ấy, là cái chương trình nó cao hơn. Khi cháu viết ấy là còn có khó khăn vì là cháu viết bằng khuỷu tay ấy, nên là bài mà viết nhiều là cháu mỏi. Thứ hai là mắt cháu bị cận nên là nhìn số hay bị sai. Đấy là cái chỗ đấy là cũng bị ảnh hưởng. Vì là cháu nhìn giữa khoảng cách giữa vở và mắt của mình ấy, nó gần quá. Cái điều gì mà gia đình cháu cũng như là các cô cũng như là bản thân cháu đã vượt qua được để cháu có một cái sự tự tin ngày hôm nay? Thứ nhất là sự yêu thương của mọi người với cháu. Mọi người yêu thương cháu thì cháu đã vượt qua được tất cả. Tôi chủ nhiệm là thấy như vậy. Khi nhận lớp là tôi thấy rất là thương cháu. Và chắc cũng giống như các thầy cô giáo khác. Tôi gần gũi và động viên cháu rất nhiều. Trước khi mà thực hiện để làm cho Linh Chi có những điều tốt đẹp nhất để đến trường thì nhà trường và các cô giáo phải nỗ lực vận dụng tất cả những cái gì mà có được của nhà trường làm tốt đẹp cho cháu. Thế là đầu tiên là chúng tôi đã chọn những cái cô giáo mà tâm huyết với ngành, cô giáo tỉ mỉ, ân cần thì xếp vào lớp và có sức khỏe nữa thì xếp để dạy vào lớp có Linh Chi. Cái thứ hai nữa là đối với việc sắp xếp lớp cho Linh Chi thì nhà trường cũng chú ý đến cái việc là xem cái vị trí lớp nào mà thuận tiện nhất, ví dụ như ở tầng 1 gần nhà vệ sinh rồi gần nhà khu vực rửa tay và có thể di chuyển tới tất cả các phòng học chức năng tốt thì là đặt Linh Chi, lớp của Linh Chi ở vị trí đấy. Tôi cũng theo dõi cháu từ hồi học lớp 1 đến giờ thì rất là tự tin, có những buổi là còn cùng với các bạn múa ở trong lớp rồi là nô đùa với các bạn.
Thế nhưng mà khi lớn lên một chút thì Linh Chi cũng e lệ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ông nội của Linh Chi là Đại tá Nguyễn Đình Xanh, nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Vì vậy, Linh Chi và em trai Nguyễn Đình Dũng và bố là Nguyễn Đình Nam đều bị dị chứng chất độc màu da cam. Linh Chi bị dị tật, còn bố và em trai của Chi bị bệnh dị ứng máu. Bệnh viện, thuốc men luôn đeo đẳng cuộc sống của gia đình em. Thực ra là cháu đang trong cái kỳ phát triển ấy, thì xương dài ra và da không bọc kịp. Mình nói ngắn gọn là như vậy. Đây là mỗi một lần tròi ra nếu không đi cắt ấy, thì nó sẽ bị gãy, nó mưng cái mủ ở trong ấy. Nó mưng mủ trong, nếu để lâu thì nó thành viêm, thì sẽ còn phải hoại tử cắt nữa. Thế nên là mỗi một lần như thế thì mình phải đi cắt, cắt đi cho cháu nó khỏi bị đau, và hai nó không gây ra viêm. Cháu thì không có ven, không có nói bảo không có ven thì cũng ấy, nhưng mà cháu có duy nhất một cái động mạch ven ở cổ, mà lại chỉ có một bên lấy được thôi. Có hai bên nhưng một bên lấy được, còn một bên lấy là vỡ. Thế nên là chỉ duy nhất có một bên. Thế nên là cái việc điều trị cho cháu rất gặp nhiều khó khăn. Để phòng tránh cái bất chắc ấy xảy ra, các bác sĩ rất là ngại trong cái quá trình lấy ven hay là tiêm kháng sinh hay ấy, nên các cháu, nên riêng cháu là phải dùng cái thuốc riêng ấy, những cái thuốc mà nó an toàn. Mình hiểu nó an toàn chứ không phải là những cái thuốc phổ rộng được. Cho nên mỗi một lần cắt thì mình ra thì tốn khoảng bao nhiêu tiền? Nói chung là tùy theo từng đợt, nếu mà ấy thì hết khoảng chục triệu trở lại. Ngắm nhìn đôi mắt thông minh trên gương mặt sáng ngời, đầy nghị lực của Linh Chi, ai cũng phải xót xa, thương cảm, xen lẫn nể phục. Thần tượng của Linh Chi là một người có cùng hoàn cảnh, không có tứ chi như cô bé Nick Vujicic. Linh Chi đã được gặp Nick trong lần đầu tiên đến Việt Nam. Sau buổi gặp đó, Linh Chi đã tự tin hơn rất nhiều và được truyền thêm nghị lực sống. Sau khi mà có cái chương trình gặp Nick ấy, thì gần như là mình tự tin hơn ấy, nghĩa là có một cái cảm giác là mọi người chia sẻ với mình hơn, chia sẻ nhiều hơn và nhìn nhận những cái người khuyết tật nhiều hơn. Khi biết đến có cái chương trình của Nick ấy, thì cũng hàng xóm, gia đình và cũng ngay như bản thân và cũng sau khi hỏi cháu ấy, cháu cũng muốn tham gia cái chương trình đấy, thì gia đình cũng cho cháu tham gia, xin cho cháu tham gia. Linh Chi hầu như tự làm hết mọi việc cá nhân, duy nhất chỉ đi vệ sinh và tắm là được mẹ làm giúp. Cô bé ấy đã lớn, đã biết xấu hổ ngượng nghịu khi gặp người lạ, đã biết tự bản thân ăn ít đi để mọi người bế ấm dễ dàng. Và cô bé chắc chắn sẽ là một tấm gương về nghị lực đúng như tinh thần của Nick. Khuyết tật lớn nhất của con người là quyết định đầu hàng số phận. Hơn 15 năm nay, hầu như ngày nào chị Long cũng đi khắp các xẻo đường trong thị trấn, nhặt nhạnh các ống kim tiêm ven đường, có những cái kim tiêm đỏ lòm máu, có cái bị bẻ quặt rất nguy hiểm mà theo chị Long là do các đối tượng muốn trả thù đời để lại. Chị cứ âm thầm gom lại, tự tiêu hủy bằng cách chất củi đốt.